rồi là hết em đi đường em. Tập 20, chủ đề sang ngang, với những diễn tiến cảm xúc trong cuộc tình dang dở sẽ được khắc họa rõ nét qua các tình khúc vượt thời gian. Thank you.
Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhạc hội quê hương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và với ca khúc Biết nói gì đây, với phần thể hiện của nữ ca sĩ Cao Cung Nghĩa đã mở đầu cho chương trình hôm nay với chủ đề Sang ngang. Cao Cung Nghĩa thân mến, khi mà nhắc tới bạn thì mọi người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh của một cô ca sĩ rất là dịu dàng với những bản nhạc về dân ca, quê hương, trữ tình rất là sâu lắng. Mà mình còn trẻ quá mà. Bạn có nghĩ rằng là mình nên thử hơn chút xíu qua những dòng nhạc khác không? Thực ra thì trước đây Công Nghĩa thuộc là một giọng ca của một dòng nhạc trẻ, chứ không có nghĩ là mình sẽ thử sức ở dòng nhạc trữ tình quê hương. Nhưng mà khi mà thử sức rồi thì Nghĩa nghĩ là thời gian sau này mình sẽ định hình mình với dòng nhạc trữ tình quê hương trước đã. Sau khi đó thì mình sẽ cố gắng hơn ở những thể loại khác để thay đổi. Chắc có lẽ là Nghĩa sẽ thêm vào một ca khúc nào đó thuộc nhạc nhẹ, nhạc trẻ chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ làm liền luôn được không? Mình hát liền một câu để coi như là giờ thay đổi không khí một chút đi, được không? Vậy thì bây giờ Công Nghĩa xin được phép hát một câu thật là ngắn đi ha. Và làm sao để cho Cường hào hứng sôi động lên nha. Bây giờ đang còn rất là tâm trạng nè, sau khi biết nói gì đây nè, bây giờ đang còn rất là tâm trạng. Đêm nay ai cũng cho em đẹp xinh nhất nơi đây. Đẹp xinh. Trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng ra khơi. Sáng ơi. Rất dễ thương. Em cảm ơn anh. Và bây giờ mình quay trở lại với dòng nhạc trữ tình quê hương. Thì rõ ràng là với dòng nhạc này thì đòi hỏi người hát cũng như là người sáng tác ca khúc có rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Và khi nghe ca Cung Nghĩa hát thì cảm nhận là, Cường cảm nhận nha, bạn thất tình nhiều lần lắm rồi. Đúng không? Khi mà mình hát một ca khúc nào đó dựa vào cái tình cảm của riêng mình, cảm xúc của bản thân, cũng như là dựa vào những cái gì mà mình đã được chứng kiến trong cái cuộc sống hàng ngày diễn ra, thì có lẽ là nhờ một phần là như vậy. Thưa quý vị, người nghệ sĩ cũng phải biết mượn cảm xúc của những hoàn cảnh khác, của những câu chuyện khác trở thành của mình, để có thể đong đầy cảm xúc, có thể phát ra những lời hát giống như là tự trong lòng mình, đúng vào hoàn cảnh của mình. Giống như kiểu mình kể thay cho người khác vậy. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi, ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Một mùa ái ân mình vui mấy lần, giờ thì đớn đau chọn một số kiếp. Em hứa gì, em nói gì, em ước gì, ôi bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu. Lệ sầu chưa ướt hoen mi, đôi ta cũng mơ ngày sau. Mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng, mộng lòng chết rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người, xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn tôi.
Phật mùa ái ân mình vui mấy lần. Giờ thì đớn đau chọn một số kiếp. Em hứa gì, em nói gì, em ước gì? Ôi bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu? Sầu chưa ướt hoan mi, đôi ta cũng mơ ngày sau. Mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng, mộng lòng chết rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người xa nhau muôn đời. Buồn này dẫm nát hồn tôi. Thôi hết rồi, em đã về vui với người xa nhau muôn đời. Buồn này dẫm nát hồn tôi. Thank you.
cay gừng muối mặn đừng quên. Thưa quý vị, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng được mệnh danh là một nhạc sĩ rất đào hoa, khi mà những nhạc phẩm của ông thường gắn lại với những chuyện tình yêu, với những bóng hồn đã đi qua đời của mình. Và ca khúc Sao Anh Ở Đành Quên gắn liền với câu chuyện của một người thiếu nữ tên là Tuyết, một người thôn nữ cùng quê với ông. Cô gái đã đem lòng cảm mến chàng trai và đã chủ động tỏ tình. Thế nhưng lúc đó nghĩ rằng là mình còn phải lo việc học và cũng chưa muốn ràng buộc, nên nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã lặng lẽ từ chối. Tuy nhiên, từ chối cũng đâu có yên quý vị. Bắt đầu mình cảm thấy rất là day dứt và thương mến mối tình cảm vô cùng sâu sắc của cô thiếu nữ đó. Vậy là đã vang lên những giai điệu, những câu nói thiết tha. Sao anh nỡ đành quên những lời tha thiết êm đềm, sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như giấc mơ.
cuộc đời đơn côi có buồn không? Tôi vẫn cô đơn không hận sâu không hờn dỗi. Tôi vẫn cô đơn quên chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi đến hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói là cay đắng người ơi. Xin hãy cho tôi đến hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói là cây đắng người ơi. Cảm ơn phần trình diễn của nam ca sĩ Huỳnh Thật với nhạc phẩm Tôi Vẫn Cô Đơn của nhạc sĩ Anh Bằng. Thưa quý vị, cách đây vài thập niên thì cái tên Mạnh Phát rất nổi tiếng trong giới mội điệu dòng nhạc thời trang, bởi vì có rất nhiều người đã thường xuyên đến quán Minh Phát đường Lê Lợi để chờ đợi những nhạc phẩm mới của ông. Và sức viết của nhạc sĩ Mạnh Phát vào thời điểm đó rất mạnh. Cứ một tuần, hai tuần hoặc là lâu lắm là ba tuần thì ông đã cho ra đời một ca khúc mới với một lý do vô cùng đặc biệt, thưa quý vị. Như những gì mà bạn nhạc của ông đã chia sẻ là với người ta thì rượu vào lời ra, nhưng nhạc sĩ Mạnh Phát rượu vào nhạc ra. Ít ai biết được rằng ông chính là người đã tìm ra và dìu dắt cho rất nhiều giọng ca trở nên lừng danh sau đó. Và nhạc phẩm Phố Vắng Em Rồi là một nhạc phẩm rất nổi tiếng đã được Mạnh Phát phối hợp soạn nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Đăng Thanh. Và bây giờ mời quý vị các bạn cùng trải nghiệm với tâm sự của một chàng trai thấy người yêu của mình theo chồng bỏ lại biết bao nhiêu thiết tha mặn nồng. Hát hiu xuyên qua mảnh tình ngăn cách rồi, đêm qua trắng đêm mà thương hình bóng cũ xa xôi. Em ơi bước đi xa nhau rồi, ngày vui đâu còn, đèn vàn nhỏ sương chưa tắt, khu phố xưa lạnh buồn tên. Hôm em bước lên xe hoa thềm nhà tươi bao, em ơi pháo vui như vô tình sẽ nát tim anh. Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn tình ôi phũ phàng. Một ngày dù duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ cười. Thương còn thương những chiều đời chưa biết nhiều, nghẹn ngào nhìn nhau không nói. Yêu còn yêu tiếng cười ngày mới quen nhau, ngưng nặng trong mắt sâu. Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giá lạnh. Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh. Hương dưới ân theo em đêm vàng trăng dài thềm, từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng. Hương còn thương
khi hát hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giản này. Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh, hương giấy ăn theo em đêm vàng trăng dài thềm. Từng giờ hồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng hương giấy ăn theo em đêm vàng trăng dài thềm. Từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng đêm. Hương giấy ăn theo em đêm vàng trăng dài thềm. Từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng. Cảm ơn ca sĩ Minh Tiến với nhạc phẩm Phố Vắng Em Rồi của nhạc sĩ Mạnh Phát. Cảm ơn rất nhiều. Rất là truyền cảm. Còn được biết rằng là gia đình của Minh Tiến á, không có cho Minh Tiến theo nghề hát đúng không? Nhưng mà bạn cũng đã quyết liệt đi theo con đường của mình và đã chọn dòng nhạc trữ tình quê hương để làm kim chỉ nam cho sự nghiệp của mình. Tại sao bạn lại có những quyết định như vậy? Cảm ơn anh. Hồi lúc trước đây thì gia đình không có ủng hộ Minh Tiến theo cái nghề hát. Và lúc đó Minh Tiến cũng còn đi học nữa, mà vừa đi học thì vừa đi phục vụ các đám cưới, đi kinh âm thanh thôi. Cái sau này thì Minh Tiến đi hát quán cà phê, thì một thời gian sau thì có tổ chức một chương trình ca nhạc, thì lúc đó em mới đăng ký đi thi. Và hôm nay thì đi hát cũng được 7 năm rồi. 7 năm mà mỗi lần bạn bước ra sân khấu chắc là khán giả ngoài mê đắm giọng hát ra còn ngất ngây bởi cái vẻ đẹp rất là xoái ca của bạn nữa đúng không? Ở cái tuổi này rồi với ngoại hình này, tài năng này thì chắc chắn là nhiều cô gái cũng mê đắm mê đuối Minh Tiến đúng không? Cũng có chút chút hả? Có chút chút. Có bao giờ mà trải qua những cái mối tình đau khổ giống như những gì mà bạn thể hiện không? Thì đối với cái tuổi của em thì nói về cái sự đau khổ trong tình yêu thì nó chắc chưa có đủ để mình đủ nhiều để mình thấm, nhưng mà thì mình cảm nhận qua người yêu của mình đúng không, những người mà mình bắt đầu bỏ rơi người ta đó, thấy người ta đau khổ sao mình cảm xúc đó mình hát phải không, đúng không? Đâu có đó chứ sao cả. Thì trong tình yêu mà lúc nào thì ít nhiều gì cũng có cái sự buồn đau khổ trong đó, ít nhiều cũng có. Thì mình cảm nhận để mình hát, mình truyền tải cảm xúc cho người nghe. Vậy thì sẵn trớn là hỏi bạn luôn á, đó là có bây giờ mà khi hết yêu rồi bạn muốn duy trì cũng như là muốn níu kéo một tình cảm nào đó bằng hai chữ tình nghĩa chưa? Thường thường người ta nói hết tình còn nghĩa đúng không? Thì mình không yêu nữa thì mình cũng còn là tình bạn với nhau. Em may mắn anh chưa? Thưa quý vị các bạn, và ca sĩ Minh Tiến của chúng ta dường như là một chàng trai rất là may mắn trong tình yêu. Có nghĩa là yêu ai là được liền, là hạnh phúc liền cho tới tận bây giờ luôn á. Bởi vậy ảnh cười rất tươi khi nói về tình yêu. Tuy nhiên như tôi cũng vừa mới chia sẻ với ca sĩ Minh Tiến là có những mối quan hệ á mà không còn yêu nhau nữa, nhưng mà người ta vẫn giữ, duy trì và níu kéo nó bằng hai chữ nghĩa tình. Và là người đã trải qua rất là nhiều đau thương trong tình yêu, nhạc sĩ Lam Phương đã thể hiện một cách day dứt và đầy thuyết phục qua nhạc phẩm Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi. Hết em đi đường em, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Còn mong gì hình bóng chung đôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết anh đi đường anh, từ nay sầu dập nát tim côi. Vì sao trời đành bắt duyên em lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em đi. Từ đây anh xin người yêu, đừng oan trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng biết, thì thương nhớ không về trong đêm nay.
nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, trong tim em cô thấy nghe cô đơn. Tại anh không nói hay tại em không biết mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, người phương trời kẻ sống bơ vơ. Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Mong gì hình bóng chung đôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ. Thôi là hết anh đi đường anh, từ nay sầu dẫm nát tim côi. Vì sao trời đành bắt duyên em lỡ làng cùng người em thương, lỡ làng cùng người em yêu. Từ đây anh xin người yêu, đừng oan trách hay giận hờn gì anh. Nếu trước chúng ta đừng biết thì thương nhớ không về trong đêm nay. Nhiều đêm chăn gối bên người không quen biết, trong tim em có thấy nghe cô đơn. Tại anh không nói hay tại em không biết mà tình ta tan vỡ theo thời gian. Thôi là hết chia ly từ đây, phương trời kẻ sống bơ vơ. Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Nhiều đêm buồn về chiếu tâm tư, nghe lòng mình còn thương ai, nghe lòng mình còn yêu ai. Thưa quý vị, yêu nhau mà không đến được với nhau, không lấy được nhau. Xưa nay, thế gian nhiều vô kể. Và trong cái sự chia ly ấy thì kẻ phản bội đa phần sẽ nhận lãnh sự oán trách của người ở lại. Thế nên, làm được như Mặc Thế Nhân thì hiếm lắm. Đã biết là đường ai nấy đi mà ông vẫn âm thầm nhớ, âm thầm yêu. Và với ca khúc Cho Vừa Lòng Em, đó là sự hờn trách nhẹ nhàng, chấp nhận và cam chịu của tác giả. Và chúng ta thấy đó là cả một trời oán trách và kể cả những thề nguyền. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi thôi. Thẳm sâu bên trong là một sự bao dung, một tấm lòng cao thượng, cảm thông và đồng cảm chua xót với thân phận phụ nữ 10. Khán thính giả Mộ Điều Nhạc Trữ Tình đã biết đến nhạc sĩ Hoàng Trang qua những ca khúc thể điệu rumba và bolero ngọt ngào, với ca từ giản dị nhưng vô cùng sâu lắng. Mặc dù không được đào tạo bài bản qua trường lớp, nhưng gia tài sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang có khoảng 100 tình khúc, và trong đó thì ca khúc Không Bao Giờ Quên Anh là một trong số những nhạc phẩm nổi tiếng nhất đã được hãng đĩa Việt Nam lúc bấy giờ mua độc quyền. Và ca khúc này đã được thể hiện rất thành công qua những giọng ca nổi tiếng như là Hương Lan, Trang Mỹ Dung, Giao Linh, và sau đó là rất nhiều những nghệ sĩ trẻ thuộc dòng nhạc trữ tình quê hương. Nhưng người thể hiện thành công và đầu tiên đó chính là nữ ca sĩ Nhạn Trắng Gò Công Phương Dung. Theo như cô chia sẻ thì cô thích ca khúc này bởi vì đây thể hiện mối tình đầu của nhạc sĩ một cách rất trong sáng. Và cô cho rằng là ở trong âm nhạc có rất nhiều cách để mà người ta thể hiện tình yêu chia cắt, nhưng mà với nét nhạc của nhạc sĩ Hoàng Trang thì không có cảm giác là bi lụy hay là não nề, mà người nghe còn cảm thấy là nâng niu, trân quý những gì tốt đẹp nhất thuộc về nhau. Ừ.
thành của lòng tôi trao em. Ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời mình chót trao nhau nụ đến hôm nay với nức nở nghẹn ngào mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm tôi dìu em lối về buồn kể nhau nghe chuyện tình ta chia đôi ngả em cất bước sang ngang theo chồng về xứ lạ bỏ lối mòn xưa buồn ba la bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tràn. Xa nhau mấy người không buồn không nhớ xót xa cho tình yêu. Nỗi tiếc xa xôi ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm vẫn đợi em trọn đời nhưng nay hết rồi. Hai người hai lối lúc đêm buồn không em. Anh ơi, những ngày vui ấy còn đâu? Giờ ôm kỷ niệm hồi sao không buồn. Xưa anh nói đôi ta sẽ chung một con đường. Giờ anh hỏi trời cao, hỏi mình còn có khi nào chung đôi. Giang kia đã đóng thuyền rồi, thôi thì phải chịu một đời phôi phai. Thank you.
người em yêu mến. Đừng thương tiếc chi anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình nay chết như lá thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tôi vẫn không bao giờ, không bao giờ quên em. Sẽ đưa quý khán giả đi dọc miền đất nước qua những nơi gói ghém hết cả những yêu thương, những vui buồn và những ký ức một thời không bao giờ quên. Tập 21 sẽ được phát sóng vào lúc 12:30 Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017 trên kênh HTV7. Thưa quý vị các bạn, và như vậy là ca khúc Không Bao Giờ Quên Anh đã khép lại chương trình Nhạc Hội Quê Hương ngày hôm nay với chủ đề Sang Ngang. Chương trình Nhạc Hội Quê Hương do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Vũ Minh Cường xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.